Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 21-22 tháng 10, trên Biển Đông có khả năng hình thành một giải hội tụ nhiệt đới. Trên giải hội tụ nhiệt đới này có thể xuất hiện các xoáy thuận nhiệt đới. Dự báo khoảng 23 đến 25 tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có thể hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trước khi đón bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết các vùng biển khá xấu. Ngày và đêm 19 tháng 10, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 10, độ cao sóng có xu hướng tăng ở hầu khắp các khu vực biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, độ sóng cao dao động từ 3 đến 5 mét. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển Trung và Nam Trung Bộ, độ cao sóng phổ biến khoảng từ 2 đến 4 mét. Các khu vực khác độ sóng cao dao động nhỏ hơn 2 mét. Ngoài ra, từ đêm 19 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, yếu lệch đông nên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Biển động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động lốc xoáy và gió giật mạnh. Cũng từ nay đến 22 tháng 10, mực nước triều ven biển phía đông Nam Bộ duy trì ở mức cao, triều cường xuất hiện trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều tối, làm tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ven biển và vùng ngoài đê bao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, hoạt động bão áp thấp nhiệt đới ở khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Thời gian này, bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có khả năng tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, cần đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông với diễn biến nhanh, khó lường và khả năng cao chịu tác động đến khu vực đất liền. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện. Quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến ngày 18 tháng 5 năm 2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty ma để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước với dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, thực tế không kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Công an xác định giúp sức cho Phi có Phan Tấn Trung, sinh năm 1996, quê Đồng Nai, ngụ ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tạm trú tại chung cư Felix Home, số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp. Lê Thị Anh, sinh năm 1992, ngụ tại xã Xuân Lập, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian qua, ngoài việc hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước mở rộng thị phần tiêu thụ sản phẩm, nhiều địa phương còn vận động các đơn vị bán lẻ tăng cường kinh doanh hàng Việt. Qua đó góp phần lan tỏa xu hướng tiêu dùng và nâng cao tỷ trọng hàng Việt trong các kênh phân phối. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những khu vực cửa hàng kinh doanh tạp hóa như thế này có khá nhiều trong các khu dân cư, chợ truyền thống. Đa phần các sản phẩm được bày bán tại đây đều do doanh nghiệp trong nước sản xuất, chỉ một số ít thương hiệu nước ngoài, nhưng do doanh nghiệp trong nước sản xuất theo nhượng quyền. Mẫu mã bắt mắt, chất lượng đảm bảo và hơn hết là giá thành rẻ hơn so với sản phẩm ngoại nhập nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Phù hợp với người tiêu dùng ở đây. Nói chung là rất phù hợp với những người nông dân ở đây và thuận tiện để cho mọi người sử dụng hàng Việt Nam của mình. Đa số nhà em sang Việt nhiều. Hàng Việt giờ nhiều cái sản phẩm mới cũng mua dùng thử, thấy ok. Và hàng Việt Nam mình thì nó dễ. Nó có sẵn đát rồi nó coi nó thích xài cái mẫu nào là nó mua mẫu đó thôi. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa. Nhiều doanh nghiệp đã liên kết với hệ thống cửa hàng, cơ sở tạp hóa ở nông thôn để mở rộng kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh số bán hàng. Nhờ đó, hàng Việt đã tạo sức lan tỏa và chiếm tỷ lệ bao phủ lên đến 100% thị trường tiêu dùng ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nói chung nhà hàng của mình thì toàn bán hàng Việt không à, thành nó không có bán hàng nhập, thành ra mình không biết là sức tiêu thụ giữa hàng ngoại nhập với hàng Việt nó bằng nhau. Nhưng mà mình sẽ bỏ sỉ rẻ cho những cái tiệm nhỏ tạm ổn.
Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng, khi có tới 95% người dân nơi đây ưu tiên sử dụng hàng Việt. Đây là yếu tố then chốt để các doanh nghiệp, nhà sản xuất trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm để hàng Việt không chỉ lan tỏa mà còn bền vững trên thị trường. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm báo. Mở đầu chuyên mục điểm báo là một bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo Tiền Phong với nhan đề lãng phí dự án sản xuất và kiểm định giống thủy sản hơn 39 tỷ đồng. Nhiều hạng mục thuộc dự án hạ tầng khu sản xuất và kiểm định giống thủy sản hơn 39 tỷ đồng ở Quảng Nam không hoạt động trong thời gian dài, gây hư hỏng và lãng phí. Xây dựng trên tổng diện tích là 193.600 m². Mục tiêu dự án là xây dựng khu sản xuất giống thủy sản tập trung, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đạt tiêu chuẩn về môi trường và các tiêu chuẩn hiện hành do nhà nước quy định. Tháng 7 của năm 2015, các gói thầu được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, thì theo ghi nhận, nhiều hạng mục tại dự án đến nay hoạt động không hiệu quả và gây lãng phí. Theo Chi cục Thủy sản của tỉnh Quảng Nam, lý do tòa nhà này bỏ không từ năm 2016 đến nay là do quy định không còn thực hiện kiểm định giống thủy sản nội tỉnh, do vậy mà không có cán bộ thường xuyên theo dõi tại đây. Chi cục Thủy sản Quảng Nam cho biết đã báo cáo tới Ủy ban Nhân dân tỉnh để có phương án xử lý. Bài viết đáng chú ý tiếp theo có nhan đề nông dân Hậu Giang ăn ngủ không yên vì lo mía không bán được, giá thấp được đăng trên báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Gắn bó với nghề trồng mía bán cho nhà máy đường Phụng Hiệp gần 20 năm qua, tuy nhiên mỗi năm khi gần đến vụ thu hoạch, ông Cao Văn Chính ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang lại ăn ngủ không yên vì lo mía không bán được và giá thấp. Năm nay khi nghe tin nhà máy đường Phụng Hiệp dừng sản xuất vụ này, lòng dạ ông Chính rối bời bởi năm ngoái cũng chính việc nhà máy dừng ép khiến ông phải chật vật tìm thương lái để bán mía. Mãi cho tới khi nước lũ lên, cây mía trổ trắng cờ, năng suất, chất lượng đều giảm thì ông mới bán được. Theo nhiều nông dân trồng mía tại huyện Phụng Hiệp, thời gian qua mưa bão liên tục cùng với thông tin nhà máy đường dừng sản xuất nên giá thu mua mía trục, mía ép lấy nước giải khát đã giảm nhiều so với trước. Hiện mía trục được thương lái thu mua với giá dao động từ 1.000 đến 1.400 đồng 1 kg tùy giống, giảm so với tháng trước từ 300 đến 600 đồng 1 kg. Tuy nhiên sau khi trừ đi chi phí, nông dân trồng mía bán trục vẫn có lãi do bà con chủ yếu trồng các giống mía chín sớm và chín trung bình như là Rock hay là Sufen. Trong khi mía trồng bán cho nhà máy đường là các giống có thời gian sinh trưởng dài, nặng chi phí hơn, nên khi bán với giá mía trục, nông dân không có lãi. Tiếp theo là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo vov.vn với nhan đề ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học, xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và dịch hại, theo nhiều chuyên gia, việc hoàn thiện hành lang pháp lý để xúc tiến hiệu quả các giống mới, cây trồng mới áp dụng công nghệ sinh học là hết sức cần thiết để đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững trong kỷ nguyên mới. Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp là xu thế tất yếu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thích ứng bền vững. Trong khoảng 10 năm qua, thì Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu ở đồng bằng sông Cửu Long trong tái cơ cấu nông nghiệp, qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn. Ở góc độ nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, sự phát triển vượt bậc của công nghệ sinh học trên thế giới xuất phát từ nhiều nguyên nhân như là dân số tăng, nhu cầu an sinh lương thực cần đảm bảo, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Như vậy, vấn đề đặt ra cho sản xuất nông nghiệp trong kỷ nguyên mới cần thiết là phải điều chỉnh áp dụng công nghệ để tạo ra những giống mới, tạo ra sản phẩm đem lại hiệu quả sản xuất tốt hơn cho người nông dân, đáp ứng nhu cầu về an ninh lương thực cho nông dân. Bài viết cuối cùng trong phần điểm báo sáng nay, bảo hiểm xe máy xóa vòng luẩn quẩn mua bảo hiểm, không tin bảo hiểm đăng trên trang Tuổi Trẻ Online. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 3 quý đầu năm 2024, doanh thu bảo hiểm phi nhiên thọ ước đạt hơn 58.500 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Riêng với bảo hiểm bắt buộc xe máy, dữ liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, nửa đầu năm nay doanh thu từ mảng này đạt 2.200 tỷ đồng. Có thể thấy bảo hiểm xe máy là miếng bánh ngon giữa thị trường màu mỡ khi Việt Nam có tỷ lệ người dùng xe máy cao nhất Đông Nam Á với gần 73%. Chục năm qua, trung bình mỗi năm có 8.000 người chết và hơn 15.200 người bị thương do tai nạn giao thông. Dữ liệu tổng hợp từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.
Khi có sự cố xảy ra, không phải ai cũng đủ tiền đền bù cho nạn nhân, có người còn chối bỏ trách nhiệm. Và chính lúc này, các nạn nhân rất cần được bảo hiểm xe máy hỗ trợ bồi thường. Được phía chuyên gia công nghệ nhận xét là nghiệp vụ dễ nhưng việc số hóa trong khâu xử lý bồi thường còn tùy vào tiềm lực cũng như thiện chí của từng doanh nghiệp bảo hiểm. Thời gian qua, các doanh nghiệp khẳng định không giới hạn tỷ lệ chi trả bồi thường, song cũng cần hiểu, khi tỷ lệ này cao thì ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của họ. Lũ ống, lũ quét và mỗi mùa mưa lũ luôn là nỗi ám ảnh với người dân vì hậu quả thường để lại là rất đáng thương. Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất, sáng nhất năm cũng như hiện tượng sao kép hiếm có. Nước Ý công bố thiết kế mới của bộ đồ du hành vũ trụ dành cho sứ mệnh đưa tàu Artemis 3 của NASA lên mặt trăng. Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC 14. Thưa quý vị, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp giao ban công tác phòng chống dịch sởi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Viện Pasteur, số ca sởi tại 19 tỉnh thành phía Nam đang tăng rất nhanh, đã xuất hiện ổ dịch người lớn trong công ty xí nghiệp. Hiện nay, số ca sởi tại 19 tỉnh khu vực phía Nam trừ thành phố Hồ Chí Minh đang gia tăng rất nhanh. Tuy nhiên, điều đáng mừng là ổ dịch rất ít người, chủ yếu là những ca tự phát. Tỷ lệ mắc sởi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì rất cao do số ca bệnh từ các tỉnh thành khác chuyển đến. Nếu muốn giảm được số ca mắc nhanh, thành phố phải là vùng an toàn, tạo được miễn dịch cộng đồng cao, tỷ lệ tiêm chủng tốt. Nếu lấy mẫu xét nghiệm bệnh tỷ lệ xét nghiệm dương tính sởi tại thành phố Hồ Chí Minh là trên 85%, các tỉnh thành khác là 90%. Độ tuổi mắc sởi hiện nay ở khu vực phía Nam đang tăng cao vẫn là từ 1 cho đến 10 tuổi. Một phần lý do là vì khi đi kiểm tra tại các tỉnh, một hiện tượng là y tế hoàn toàn phụ thuộc vào báo cáo của giáo viên chủ nhiệm. Thế nhưng nhiều giáo viên chỉ hỏi phụ huynh đã tiêm cho trẻ chưa nhưng không kiểm tra có sổ tiêm chủng hay không. Dẫn đến nhiều cha mẹ không khai đúng hoặc quên và bỏ sót danh sách trẻ tiêm chủng. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giám sát ca bệnh ở công ty, nhà máy, xí nghiệp để kịp thời phát hiện các ổ dịch ở người lớn.